ăn cơm con. Thì ra là có người lạ. Vậy mà con cứ tưởng là chỉ có những người trong gia đình mình thôi chứ. Biết vậy là con đã không về rồi. Chị Nguyễn Lan, anh Hào không phải là người lạ đâu. Anh không những là nhân cứu em, mà còn là bạn trai của em. Trong tương lai sẽ là thành viên gia đình mình. Chuyện tương lai không biết trước được gì đâu. 30 chưa phải là Tết. Chẳng phải trước giờ quan điểm của ba rất rạch rồi. Chuyện trả ơn và tình cảm sao? Nếu như ơn nghĩa thì ba cứ dùng tiền hoặc dùng thứ khác để trả. Chứ mắc mớ gì đâu phải dùng tình cảm chi cho mợ. Nè chị, chị quá đáng lắm rồi đó. Nếu chị không thích đó thì chị có thể đi, chứ không cần về đây xỏ xiên mỉa mai như vậy. Ủa, mày tưởng tao thích về đây lắm hả? Nếu như ba không có gọi tao về nhiều lần á thì tao đâu có về đâu. Thôi đủ rồi, tụi con kỳ quá à. Bây giờ đã từng tuổi này rồi, không còn nhỏ nữa mà hễ gặp nhau là cứ gây lộn làm sao. Đúng, trước đây là ba cũng có suy nghĩ không hay về cậu Hào, nhưng mà bây giờ ba đã nhận ra cái điều quan trọng là nhân cách, chứ không phải là ở chuyện xuất thân hay là hoàn cảnh. Thôi, con có ở đây thì mọi người cũng không có vui vẻ gì. Thôi con xin phép đi trước. Chào ba.